Cảm ơn quý vị đã tham dự cuộc họp. Chúng tôi đợi một vài phút khi cuộc họp bắt đầu, khi mọi người đã vào phòng và có thể tham gia. Thì quý vị thoải mái trong vòng vài phút. Và chúng tôi rất là vui mừng được gặp quý vị. Là khi quý vị đã vào tham gia, cảm ơn thoải mái. Đôi khi chúng tôi đang xem nhạc, chơi nhạc. Nếu quý vị giới thiệu trong các phần chat, chúng tôi có thể nói, nếu quý vị muốn những cái bản nhạc quý vị thích, rồi chúng tôi chia sẻ với cả. Đó là cái cách để mà chia sẻ đối với nhóm chúng ta học. Hôm nay chúng tôi chào mừng quý vị. Giờ chúng ta bắt đầu trong vài phút nữa. Một vài quý vị đã vào phòng và chúng ta Alex đã chào mừng quý vị. Chào mừng Alex. Dạ, cảm ơn quý vị đã gia nhập vào hôm nay. Dạ, có một vài người đã tự giới thiệu trong cái phòng chat. Dạ, chúng tôi rất quý vị rất là tốt. Dạ, xin chào mừng quý vị. Tôi không biết là bản nhạc nào, một vài những cái như là Sam Cooke, chúng tôi nói về một vài những thay đổi VTA chúng ta có thể thảo luận tối nay. Đó, Lucius, cảm ơn đã đến tham dự phiên họp này. Chào mừng Daniel. Quý vị có thể tự giới thiệu trong vòng văn phòng chat, tự giới thiệu, chúng tôi muốn biết tên và những cái cộng đồng quý vị đã sống. Là có thể chia sẻ những cái liên hệ của quý vị đối với tổ chức, chúng quý vị được chào mừng để chia sẻ những tin tức, những cái tổ chức quý vị có cộng tác. Chào author Christina, cảm ơn, chào mừng Bruce, là cảm ơn đã nói đến đây Bruce. Là chúng ta có một cái nhóm sau Rob, nếu mà sẵn sàng, là bây giờ quý vị sẵn sàng để bắt đầu. Chúng tôi rất là vui mừng. Tôi là Alex.
tôi là Catalyst trong vòng vài phút nữa. Chúng tôi có thông dịch viên Lisa về tên Lisa Queen về thông dịch viên Việt Nam. Hai, Argentine về Mandarin. Nếu quý vị thiền thập thông dịch viên, chúng tôi click và vào cái phần bên phải và cái trái cầu, và quý vị bấm vào đó và chọn cái ngôn ngữ của quý vị. Điều đó rất là hay. Chào mừng quý vị. Đây là VTA của vòng cộng đồng giai đoạn 2, giảm thiểu mang tính công bằng. Chúng tôi đảm việc trong tờ chúng tôi giảm thiểu những cái ca mài mang tính công bằng. Chúng tôi muốn ý kiến quý vị ba cái ý kiến, ba option là những cái ý kiến là quan trọng. Ba, chúng tôi cần ý kiến quý vị là chúng tôi có thể thi hành thực hành. Chúng tôi nói chuyện đó là về làm sao chúng tôi biến những cái ý kiến quý vị, và chúng tôi có trở lại quý vị để chia sẻ những cái ý kiến chúng tôi đã được tiếp nhận và cho các quý vị để cộng tác. Cảm ơn quý vị, cảm ơn rất là nhiều. Chúng tôi sẽ thành những cái nhóm nhỏ để là chúng tôi sẽ tiêu thời gian để chúng tôi nói chuyện với mọi người VTA và nhân viên để trong cái dự án này. Chúng tôi sau những cái có những cái ý kiến hoặc là nhận xét, chúng tôi khuyến khích quý vị dùng chat function, là chúng tôi có câu hỏi sau này, là chúng tôi xin quý vị đợi có phần câu hỏi. Chúng tôi cảm ơn quý vị. Quý vị có thể ý kiến trong cái phần chat. Là chúng tôi về kết nối, chúng tôi chào mừng quý vị. Đó. Chúng tôi nói chuyện và là chúng tôi giảm những cái số giảm xe đã đi mang lợi ích cho quý vị. Những cái số xe là những gì chúng tôi nghe để quý vị. Chúng tôi thêm những cái sự tham gia quý vị trong chương trình. Đó là cái phase 2. Chúng tôi trong cái cộng đồng, trong cái loạt. Chúng tôi quý vị nói những gì chúng tôi đã làm. Chúng tôi ba cái option chúng tôi đã làm. Và rồi chúng tôi có cho quý vị một vài phút để có thể làm rõ những câu hỏi quý vị. Chúng tôi có thể vào cái phần chat và hỏi trong cái phần Zoom. Cái cuộc họp sẽ thành những cái nhóm nhỏ và chúng tôi có quý vị cho những ý kiến, có một cái người hướng dẫn phòng đó, và chúng tôi trong cái phần Zoom. Và bằng 7:25 phút chúng tôi trở lại, chúng tôi sẽ thông báo quý vị những cái bước kế tiếp, và tôi có thể thiếu sót cái gì hay không, Diana? Là bây giờ bắt chuyện, tôi là Alex, tôi là Executive Aprice Catalyze Silicon Valley. Chúng tôi kể đến về những cái sự tham gia quý vị, những cái cơ hội chúng tôi có thể làm với VTA để là cái cộng đồng hợp với chúng tôi. Chúng tôi làm thế, và chúng tôi ngày hôm nay chúng tôi rất cảm ơn quý vị, là với quý vị và peer là Alexandra, chúng tôi Alex, tức là VTA có Diana, Diana lên, chúng tôi giúp những cả cho chúng cái chương trình dạy, chứ là cái những người chính đã viện thì đó là ông Rob Sherwick. Cảm ơn Quyền thân dịch. Chúng tôi nghĩ Melissa Lande phải cao trend và viết dở, và tức là giúp tài trợ những cái chương trình này. Chúng tôi mời Melissa để giới thiệu có những cái ý kiến gì hay không. Dạ, chào quý vị, tôi là Melissa Lander. Chúng tôi là cao trend của VR.
Chúng tôi thuộc cái cơ trên rồi tới contract manager. Cái dự án rất quan trọng. Chúng tôi dùng cái đó về cái climate change và cái equity. Chúng ta về đối với chúng ta là cái VTM. Vì thế chúng tôi là cao trend. Chúng tôi tham gia vào chương trình VTM cao trend là phát triển, nghĩa là VTN những cái chiến lược, những cái kế hoạch tức là cái chương trình GMP giảm thiểu cái số dặm quý vị lái xe. Cảm ơn Melissa. Chúng tôi rất là cảm ơn những cái ý kiến của cộng đồng. Chúng tôi rất là cái sự giàu phong phú của cộng đồng cho biết ý kiến. Chúng tôi cần cái sự ý kiến tham gia của chúng tôi kế tiếp. Chúng tôi muốn, nếu mà quý vị mở camera, chúng tôi chào mừng. Chúng tôi muốn có những cái sự thảo luận về cái những cái nét mặt cái fashion đó. Nếu mà không chơi, nếu mà muốn tắt camera là không có lo, nếu quý vị tắt camera nấu ăn không sao. Chúng tôi qua những cái nhóm nhỏ, chúng tôi có thể là hiện tại chúng tôi biết ơn những cái trường ở đó. Chúng tôi cố gắng trả lời câu hỏi hoặc làm rõ những câu hỏi. Chúng tôi ghi âm những cái câu hỏi này. Chúng tôi ghi âm những cái trong cái nhóm nhỏ. Chúng tôi có thể chính xác theo dõi những cái nội dung đó, thực coi thì những cái sự thảo luận quý vị như thế nào. Chúng tôi ghi âm, chúng tôi có thể câu lại và nghe lại những cái ý kiến quý vị, tất cả những cái thảo luận của những cái nhóm nhỏ. Vì thế rất là quan trọng. Chúng tôi sẽ gửi lấy những cái nốt, chúng tôi sẽ chú trọng vào những thảo luận của nhóm nhỏ và những cái ý kiến quý vị ngày hôm nay. Đây là cái công việc này, là đấy đây là nghĩ là quý vị, chúng tôi không nghĩ là khó khăn. Chúng tôi phải tôn trọng lẫn nhau, những cái ý kiến khác nhau, tức là phải có sự tôn trọng lẫn nhau. Chúng tôi mọi người mọi sự tôn trọng lẫn nhau, sự có sẽ là vui lòng chia sẻ thời gian người khác để họ có thể nói. Tức là đôi khi rất là quan trọng đối với tôi là tức là tham gia những cái không gian người khác. Những người tham gia tự động sẽ bị tắt tiếng nếu mà có cái sự tạp tả. Nhưng tôi không có nghĩ là những cái khó khăn tối nay, chúng tôi cảm sự tham gia quý vị tối nay. Nhiều người hiểu VTA, nhiều người biết về VTA rất là quan trọng. Chúng tôi quan trọng VTA không phải là chỉ là những cái bus hoặc là light rail. Chúng ta nhiều những cái khía cạnh khác, chúng ta tức là giảm thiểu những cái sự bế tắc và sao tức là nhiều cái ta chưa là làm sao có thể cắt giảm những cái sự nghẽn nghẽn đường. Nó không thể là cái transit ở trong cộng đồng, nó sẽ plan và tài trợ những cái chỉ, nó không phải những transit không, những cái cải tổ xa lộ, chẳng hạn như là cái đường của xe đạp. Và chúng ta không thể về vấn đề chuyên chở công cộng. Chúng ta là một cái dynamic agency rất là năng động. Chúng tôi sẽ nghe một vài cái chúng tôi muốn chia sẻ. Mục tiêu chúng tôi chia sẻ những cái chương trình mới mà chúng tôi đang, và cái điểm chúng tôi những chương trình mới, chúng tôi cần những ý kiến quý vị để có thể thành công. Chúng tôi chia sẻ chi mới trong những cái chi tiết, tức là những cái chúng tôi nghĩ là tất cả những cái ý kiến của tối nay và những cái cộng đồng khác, hoặc là hai ba trong cái chương phê sai sa ba. Chúng tôi
lên tất cả và có thể học hỏi được nhiều và có thể trở lại để chia sẻ với quý vị. Rồi lại, chúng tôi lấy những ý kiến của quý vị, những cái thảo luận, tức là điều hai. Điều hai, chúng tôi lấy những cái ý niệm đó, chúng tôi sàng lọc những cái đó, trong những cái chúng tôi làm sao có thể thực hiện những cái đó. Chúng ta lấy những cái ý kiến trụ chung tổng quát sau đó, và chúng tôi sẽ tập trung làm sao để thực hiện những cái đó. Chúng tôi nói về những cái chính quyền địa phương, cộng đồng, những cái có những cái ý kiến là chúng tôi thực hiện những cái mở cái rất là rộng lớn của những người có quyền lợi trong đó, những cái ý kiến chúng tôi phối hợp để thực hiện. Đây là một vài những cái đó, những cái quý vị sẽ nhìn thấy đây là những cái câu hỏi để quý vị có thể góp phần cho biết ý kiến về vấn đề nhân khẩu, tuổi tác như thế nào, khoảng là 35 hay 45, và cái những cái về thứ ba, tức là lợi tức trong gia đình quý vị. Thứ hai là số 4 đó, cái 4 là quan trọng, cái phương tiện di chuyển quý vị như thế nào, cho chúng tôi biết. Là cảm ơn DTA đã cho thông dịch viên Việt Nam, Tây Ban Nha và Tinh Tàu trong vòng 30 phút. Chúng tôi 30 phút sau quý vị hoàn tất những cái survey. Thôi. Chị đã nói là kết quả đã đến khoảng 20 phút nữa để chúng ta đóng lại cái survey này. Chúng tôi đã biết một số những cái ý tưởng, nên là Jenna cho chúng tôi biết kết quả được không? Đó, đây là kết quả của cái survey là không à, 18/24 là 6%, tốt lắm. Dạ, cảm ơn quý vị đã bỏ những cái đó. Chúng tôi đến là cái phần tâm điểm của cái phần trình bày. Làm sao mà có thể giảm cái số dặm xe đã đi, mang lại cái quý vị như thế nào. Rồi chúng tôi sẽ mở lại những cái nhóm nhỏ vài phút, một vài những cái nội dung để có những cái sự thảo luận, những cái nhóm nhỏ. Và chúng tôi sẽ thanh phân thành nhiều ông nhỏ, chúng tôi sẽ trở lại quý vị. Cảm ơn. Cảm ơn. Alex đó. Chúng tôi tới cái phần kế tiếp. Tại tại BMI là gì và tại sao nó lại quan trọng trong cái cộng đồng chúng ta? BMT là gì và ra quan trọng giảm những cái số mai mình lái xe, tức là số xe lái xe trên đường, một xe lái một xe tức là một VMT. Nếu mà bốn xe 10 dặm tức là 40 VMT. Chúng tôi Hello.
Chúng tôi muốn giảm lái xe và mở rộng các lựa chọn đi lại cho mọi người và có những cái option, những cái mà chúng tôi muốn làm những đó. Chúng tôi có đi băng ngang qua những cái rejection và chúng tôi đúng rồi, tức là đi qua khỏi những cái quận hạt. Chúng tôi sẽ là bà sẽ làm cho những cái vị sự công bằng của trong xã hội, và là chúng tôi muốn giảm lái xe, mở rộng các sự lựa chọn đi lại cho mọi người đi lại quận Saraga hoạt động. Vì thế những cái chương trình này trong cái chương trình này chúng tức là những cái sự phát triển đang có sự phát triển, chúng tôi nhiều người sẽ chúng tôi sẽ cả tức là giữ tức là nhiều người sẽ cái sự lái xe nhiều hơn. Là hiện bây giờ chúng tôi tạo nên những cái sự chúng tôi thảo khuyến cáo quý vị để có thể nói những cái để có thể giảm thiểu cái việc lái xe, nhưng mà cái chương trình lái xe tức là quá nhiều việc lái xe và trước là cái chương trình có thể tài trợ trong qua suốt cái quần hạt đó sẽ có thể là dạ làm cái tật ạ những cái làm giúp những cái VNT qua suốt những cái quần hạt. Chúng tôi hỏi lại quý vị, chúng tôi đã có hỏi là những cái chương trình này được tài trợ như thế nào, và chúng tôi có thể giảm thiểu những cái số mai giảm lá và có thể làm lợi cho những cái chương cho những cộng đồng. Những gì chúng tôi nghe được từ quý vị, chúng tôi từ những cái cộng đồng chúng tôi có nhiều những cái phản hồi, một vài những cái tức là những cái khó khăn về vấn đề di chuyển, tức là nhiều thời gian và rất tốn kém. Nó không có an toàn, hoặc ta có những cái tức là những cái an toàn là những cái lo âu, đạp đi xe đạp, đi đi bộ rất là nhất là ban đêm, và những cái cách là tức là nhờ quý vị, như là quý vị có thể đi lại vào những giờ khác nhau. Lâu lâu có thể là không, tức là đôi khi họ nghĩ là đi lái xe tiện hơn, nhưng mà lái xe không phải là cái option tất cả mọi người. Cái là cái chiến lược nào tốt nhất để mà giải quyết vấn đề về vấn đề chuyên chở, trong một cái sáu cái chúng ta cái là phải nhanh, thứ hai là có thể là đi bộ, hoặc tức là những cái gì nó có gần đến với quý vị, những cái gì nó gần đến với quý vị ở đó. Một vài những cái option quý vị, nghĩa là có thể là thay đổi những cái tuyến đường quý vị đi, để cho tức là hoặc là lái xe thì nó mất mỏ quá. Hoặc là chia sẻ đi xe chung, hoặc là transit, hoặc là carpool, có thể là carpool cho những quý vị như có những cái lợi hơn cho quý vị. Chúng tôi nghe được những phản hồi quý vị, tức là phần ba cái tức là biking hoặc walking. Những gì vì chúng tôi làm gì với ý kiến đóng góp quý vị, chúng tôi đã sàng lọc, chúng tôi có thể trình bày quý vị ngày hôm nay. Chúng tôi ba cái giai đoạn, thứ nhất tức là trong cái thức ngoan,
tức là cho những cái xấu dự án chúng tôi có thể bầu cử, chúng tôi phải đặt ưu tiên và chúng tôi đặt thêm những cái về vấn đề ưu tiên, tức là có các khó khăn đi lại cộng đồng hay không, có tiềm năng làm giảm VNP không, dự án có hoạt động trên các khu vực pháp lý không, chúng tôi mặt chất chúng tôi đáp ứng được những cái ưu tiên, những cái đó có trên các khu vực và loại hay không, và cuối cùng và được thực hiện bằng cái thành phố có hỗ trợ hay không. Chúng tôi bắt chắc là nó phải được là thành phố có hỗ trợ hay không. Chúng tôi thấy những cái tiêu chuẩn đấy và để đạt ưu tiên những cái tiêu chuẩn này, nhà lấy cài những cái mà cho đạt ưu tiên theo đây. Cái quan trọng là cái dự án Transit Capital, tức là cái cải tổ những cái transit, những cái transit service, cải tiến dịch vụ và phương tiện công cộng, những cái hoạt động gần đó, đó tức là tiện nghi dành cho xe đạp đi bộ đi lại theo nhu cầu, rồi ưu đãi dành cho phương tiện công cộng xe đạp, rồi thay đổi chi phí đi lại. Chúng tôi còn là VTA, những cái dự án chúng tôi những cái thực hiện, và chúng tôi nhìn những cái danh sách của họ và những cái gì nó có thích hợp trong cái chương trình này, và chúng tôi thêm những cái dự án ưu tiên, và chúng tôi theo những cái sự ưu tiên của cơ bản, những cái danh sách mà PTA đã cầm up. Và tức là sàng lọc để đáp ứng nhu cầu của chương trình, dự án có làm giảm GMT hay không, dự án có thể được thực hiện nhanh chóng không, đó đó dự án có làm giảm GMT không, dự án có được thực hiện nhanh chóng không, dự án có thể được thực hiện theo từng giai đoạn do nguồn vốn không liên tục không, đó có nguồn tài trợ khác không hay chưa. Chúng tôi muốn thực hiện một cách nhanh chóng theo những cái đòi hỏi, khi mà đã thực hiện được những cái chương trình này, chúng tôi phải giống chúng tôi khi mọi người, đó là khi những cái vấn đề tài trợ đã vào, chúng tôi có thể thấy những sự thực hiện nhanh chóng, bởi vì cái chương trình thực hiện bởi development, chúng tôi có thể là tiền tài trợ thể vào đó một cái nguồn lớn, và có là cái chúng tôi không muốn là chúng tôi không có thêm những cái tuyến đường xe bus, và khi thêm những cái bus và nhiều khi cho vào những cái bus line vào rồi tháng sau lại bỏ những bus line đó, đó có thể là trong cái chương trình đó, uneven spending nó không có thăng bằng theo những cái đòi hỏi về pháp lý, thêm những cái nguồn tài trợ, những cái tài trợ cần tài trợ, những cái chương trình đã được tài trợ về thế, chúng tôi nhìn ra theo những cái tiêu chuẩn, theo những cái nhu cầu của chương trình như thế này, theo những cái ba cái ra, tức là cái cải thiện tốc độ xe buýt trên kinh road, là chúng tôi sẽ đi vào chi tiết nhiều hơn. Đây là cái nốt là về cái chương trình như thế này. Chúng tôi có thể là được tài trợ với những chương trình này như sau. Đó là không phải là cái đòi hỏi, nhưng tôi những cái chương trình này được có thể được tài trợ sẵn sàng để thực hiện trong cái lâu dài, các thực hiện hơn và cần nghiên cứu thêm, những cái nhà cửa affordable, như là VMT, nhưng mà đôi khi nó rất là phức tạp, thực ra là những cái vấn đề chuyên trở cần phải nghiên cứu hơn, những cái tình khác có thể là một phần nhưng mà đôi khi nó chưa có sẵn sàng.
Chúng tôi nghĩ tất cả những cái tin tức chúng tôi cùng cung cấp quý vị. Nếu quý vị có câu hỏi nào khác thì Taylor có thể trả lời quý vị. Cảm ơn. Dạ vâng, cảm ơn Alex Forman để giới thiệu. Chúng tôi có nhiều chuyện để thảo luận. Tất cả là ba cái dự án, nhưng mà hiện nay chúng tôi cần phải có những câu hỏi để nói. Đây là cái thời gian để có những cái câu hỏi. Nếu mà quý vị có thể bỏ vào chat hoặc là quý vị giơ tay. Hình như là Jordan đã giơ tay. Có câu hỏi gì hay không? Tôi nghĩ nghĩ là một trong những cái tiêu chuẩn là quý vị muốn những cái trên tàn những cái dự án làm cháu là thành phố đối với là hơn là cái cải tiến của King Road hơn trong cái thành phố gần quý vị, nói rõ hơn về cái vị đó trong và chẳng hạn như cái phần bus của King Road cải thiện câu hỏi quý vị rất là tốt. Câu hỏi nào quý vị? Có thể những câu hỏi trong phòng, những cái câu hỏi khác. Cho là Rob có thể là trả lời. Quý vị nói một vài có thể thực hiện trong vòng xuyên qua cái quận hạt. Đó là cái kế hoạch có thể những kế hoạch qua những cái cải tiến về service tức là những khi thì có thể và thực hiện tất cả những bất cứ cái địa hạt nào của quận hạt. King Road là một ví dụ. Nhưng mà cả một cái lưới mà VTA đã nhận nhận ra và có những cái là corridor, những cái đó là những cái dự án có thể thực hiện, nhưng những cái tài trợ cho những cái dự án rõ rệt đâu có thể vì thế. Vâng, đó là cái ý kiến chúng tôi sẽ qua những cái nhóm phân là nhóm nhỏ chúng tôi có thể thảo luận thêm chúng tôi có thể một vài cái đó cụ thể hơn dạ xin cảm ơn, đó là câu hỏi rất là hay rất là một cái kỹ thuật tổng quát chúng tôi muốn thêm chúng tôi là thêm ở Central Road hoặc là VTA là Frequent Bus Corridor quanh quận hạt. Chúng tôi tức là Central Road là cái điều để chúng tôi muốn như vậy tức là hiện thời tên là do ta cái Central Border tức là để phục vụ cái Central Road tức là những cái chương trình một vài những cái tài trợ tức là trong cái việc giảm và phát triển những cái tốc độ tức là thêm những cái sự phát triển thêm chúng tôi có thể một vài những cái thêm những cái credit một số nữa, nhưng mà một số những cái corridor ở trong quận hạt có thể là phát triển hơn. Thêm hai câu hỏi trong cái phần chat về Chris. Một câu hỏi. Để làm sao mà những cái tài trợ cho những cái chương trình tài trợ mới, những cái tài trợ mới được đề nghị có thể là những cái sự giám sát
sơ khởi à, làm sao cái thì dẫn làm sao khi làm cho những cái dự án làm sao có thể là giảm thiểu những cái dự án lãi nhiều tức là có vấn đề, nghĩa là vấn đề phát triển nhà cửa rất là lớn, vấn đề khu vực thu hút, ví dụ như là Costco, chúng ta có thể là thu hút những vấn đề và những cái là phát triển nhà ở, tức là những cái grocery hoặc là trường để có thể làm giả lái xe nhiều, đã những cái phát triển lớn hơn chúng tôi cái phần là chúng tôi cả những cái việc có thể có việc chấp thuận việc lái xe, và đôi khi những cái dự án nó vượt sự khi mà dự án nó vượt quá những cái đó chúng tôi làm sao có thể giảm thiểu được việc lái xe, đôi khi nó không thể được bởi vì bởi vì những cái khó khăn những cái hạn khác, trong trường hợp đó những cái người developer có thể có thể thêm những cái chuyện đó làm, có thể là thêm đó là tức là nhắm vào những cái chương trình khác, và những cái chương trình khác có thể là tái phân phối và những cái dự án khác ven ven phù vân vân, và trong vào những cái mức mà có thể trong và những tức là những cái khó khăn chúng tôi để có thể tiên đoán, nhưng những cái sự phát triển chúng tôi như là phát triển những cái về văn phòng hơn là về nhà ở, chúng tôi có một cái hy vọng cao là cảm ơn tích cực, nghi suy nghĩ tích cực là trong vòng dài hạn là những cái chương trình có thể generate lo ra rất là nhiều tiền, nhưng mà chúng tôi không thể nói trước, chúng tôi nói về đến cả tiền triệu đô la. Nên là chúng tôi tiến tới cái việc đưa ra, hay tiến tới việc tách ra những cái nhóm nhỏ. Có rất nhiều câu hỏi ở đây. Sao những cái dự án này đã lựa chọn thế nào? Tôi nghĩ một lần nữa chúng tôi mong rằng cái sự tham gia chúng tôi có thể phát phát giác rất là những cái dự án đặc rõ ràng trong cái chương trình này. Đây chỉ là một cái những cái dự án, những cái vẫn còn đang thảo luận, đang là thảo luận. Chúng tôi mong là quý vị được góp ý trong cái phần chat. Chúng tôi để ý có nhiều người có ý kiến tốt, và chúng những cái vấn đề đó chưa có được định nghĩa rõ ràng về vấn đề tài trợ, chúng là những cái dự án nó không chưa được hữu hiệu, ví dụ chúng tôi rất chừng, có những cái nó rất là hậu kiểu, còn đang những cái trường hợp vẫn còn là case study, chúng tôi có những cảm tưởng là nhưng mà đây là những dạ tà, tức là nó phải dự án phải có những cái hiệu quả tích cực, trường hợp về light rail, service account trend hay là service những lợi, tức là nó không phải nghĩa là hy vọng là rất là consistent, đó là cái vấn đề những cái dịch vụ đó đó, và trong cái phần Ali như thế này đúng là cảm ơn, đây là Rob và PTA. Chúng tôi là nhân viên VTS và tất cả những người có quyền lợi rất là vui mừng một cái chương trình như thế này có thể là
tiến tới và có thể là được thực hiện và thành công và rất là vui vẻ. Đó tức là cần thêm cái thời gian, tức là cần thêm những cái infrastructure, tức là những cái transit service và những cái trong cái quận Asaka, để làm sao để cho cái thưa quý vị là giảm cái DMT, cái số giảm những cái đây là một cái chương trình có thể như là một cái pilot. Chúng ta thêm là những cái modular để quý vị có thể nghe nhận, để chúng ta có thể có ý kiến quý vị. Chúng ta có thể thuê ra những cái nhóm nhỏ để thảo luận thêm. Chúng tôi có được quý vị một gọi. Chúng tôi chế ra những cái nhóm nhỏ trước khi chúng tôi sắp sửa. Chúng tôi giới thiệu thêm một xí về những cái ý kiến dự án để quý vị nghi vọng, tức là có những cái cảm tưởng cụ thể, nhưng mà chúng tôi đã, đây là những cái ý ví dụ chúng tôi đưa ra và những cái ý kiến trong phần chat, những cái có thể ích lợi quý vị, tức là có thể giới thiệu hoặc là có thể không quý vị, hoặc là người trong gia đình quý vị, hoặc là người làm việc với quý vị. Trong cái phần tiếp là tức là cải thiện tốc độ xe buýt, chúng tôi nghĩa là những cái này có sự cải thiện, có thể làm được tất cả cùng một lúc. Cái gì chúng ta nói chuyện, là những cái xây những cái island, quý vị, coi những cái island, những cái xe, những cái boarding được bảo vệ và những boarding, những cái đường đi ngang, những cái tức là xe bus sẽ ngừng ở bên đường, rồi có cái phần travel lane. Thay vì phải mất thì giờ để đi vào cái travel lane, chúng ta có thể chỉ cần install những cái transit lane, hoặc là cái có những cái lane chỉ dành xe bus, chúng tôi chẳng hạn ở cái transit là chúng tôi biết những chỗ nào kẹt xe. Đây vì thế đây là có là trường hợp của King Road, làm chúng tôi làm có thể khá nhanh. Thành phố San Jose đã một vài cái, tức là có, nó không phải là cuối cùng, nhưng mà nó hơi khác một chút trong phòng cái phòng khác nhau trong cái phần King Road Corridor, nhưng mà những là có những cái phần chỉ dành cho xe buýt đi, tức là trong cái phần của corridor. Xem tại đây là một cái ví dụ, trong một cái lưới nó rộng lớn hơn, là cái nền đất, nó không phải tất cả cái lưới của, mà đây là corridor, chúng tôi có phần lớn của những người lái xe này trong, qua hết tất cả quận hạt. Chúng tôi tất cả những cái là giảm cái số mai quý vị lái VMT trong cái corridor, trong những cái phần mà trong những cái phần mà chúng tôi đang thực hiện những cái kế hoạch. Đó là cái ý kiến thứ nhất. Thứ hai là có cái xe đạp điện, là trợ cấp cho xe đạp điện, quý vị đã quen thuộc, nó là e-bike, nó không có mô tô, không có máy, là e-bike. Vì thế nó làm cái việc lái xe đạp dễ hơn, nó dễ dàng.
làm sao để đi một cái e-bike, quý vị đi có thể nhanh hơn, có thể xa hơn, tức là những cái chuyến xa hơn, tức là e-bike, tức là làm cho giảm cái số giảm lái xe, tôi có thể làm sao giảm thiểu những cái việc lái xe trong những cái vùng trong đó, là tức là đây là cái ví dụ trợ cấp xe điện, đạp điện, tức là ở Mountain View, phiếu giảm giá xe đạp điện ở Mountain View, tức là cho một cái voucher cầm theo cái lợi tức của quý vị, vào cái số người gia đình, là có thể được giảm xe đạp điện, tức là 1.000, 1.500, trong một cái voucher format, tức là thêm đến những cái vô cô có thể đến đó để mua những cái e-bike. Tôi không biết những cái chương trình như thế nào, nhưng mà 1.000 đồng, tức là 1.000 đồng có thể tạm đủ để mua một e-bike, trong vật chất ạ, tức là đôi khi có thể mua được nguyên cái xe, hoặc là có thể dùng để một phần để thêm vào mua cái xe đạp điện, hoặc là cái số tiền giảm giá theo điều chỉnh, hoặc là rebate program, tức là vào cái e-bike, và thứ ba là cái việc đi chung xe van. Nói chung đây là một cái chương dịch vụ VTA đã làm giúp để mà tài trợ, trợ cấp lúc chương trình đã là cái van pool ở trong quận hạt, tức là khoảng đâu 7-15 người đi lại, 7-9-15 người những cái van pool, tức là van pool thường thường 7-15 người đi lại cùng nhau và chia sẻ trách nhiệm lái xe. Tức là hoặc là DTA hoặc là County, và họ chia sẻ nhau việc lái xe, và chia sẻ nhau những cái trong trường hợp này khoảng là chẳng trợ cấp từ 900 đồng, 500 từ Ủy ban Giao thông đô thị và 400 từ DTA, về xe để mà chia sẻ cái tiền xăng. Đây là một vài chúng tôi suy nghĩ, chúng tôi có thể mở rộng, có rất nhiều những cái, tức là những nhân viên làm việc 9 đến 5, tức là cùng làm việc một cùng, tức là shift worker, một vài tức là warehouse industry, healthcare làm cùng giờ, ví dụ nông nghiệp, tôi chỉ nói một số nhỏ. Tức là có thể làm những chương trình tương tự như vậy, chúng tôi có thể coordinate những người để thế làm cùng giờ và đến chỗ sở làm, nhiều người có thể đi làm từ Gilroy, thì đến đến North County, chúng ta có những cái option để có thể dùng cái van pool, những cái đó là ví dụ, những cái quý vị đóng góp theo chart bao nhiêu van full, tức là 9 ở trong Sena cao thế, nhưng mà có nhiều hơn ở trong cao trong quận hạt. Chúng tôi có thể rõ rằng chúng tôi để chia ra những cái nhóm nhỏ, chúng tôi có chia 3 nhóm nhỏ, lấy Robert Rob, tôi có thể chín cái van, 9 van ở trong quận hạt. Dạ, chúng tôi xin vào quý vị những nhóm nhỏ và chúng tôi sẽ trở lại nhóm chung vào 7:25.
À, chúng tôi đã trở lại tất cả đã, có thể là đến giờ ăn tối à, cái phần thảo luận nhỏ tôi rất là đó, chúng tôi có một vài những cái thành viên đã đến trễ và những cái thảo luận rất là tốt, thành ra là tất cả quý vị mọi người đã trở lại trong cái phần room chung. Chúng tôi sẽ về thảo luận phần kế tiếp. Chúng tôi đã tóm tắt cái phần phê sai, đó là tức là những cái sự cộng tác trong cái phê soạn rất tốt. Chúng tôi cảm ơn những cái ý kiến quý vị trong những cái phần rất là phần nhóm nhỏ rất là tốt. Chúng tôi đã ghi âm cái điểm tốt là VTA là cái thứ hai, tức là trong cái phần mùa thu 2022 khi mà chúng tôi có là cái phase 3, chúng tôi sẽ họp thêm về những cái cộng đồng và chúng tôi sẽ tất cả những cái việc quý vị là những cái gì ý kiến quý vị tức là sẽ shape up những cái ba cái ý kiến và chúng tôi những cái dự án thứ hai và chúng tôi hỏi quý vị xem nó cần và chúng tôi có thể có giả. Quý vị có thể suy nghĩ về chúng ta có thể tốt là có thể là tìm tòi thêm nữa hay không, là chúng tôi rất chào mừng những cái sự có một số người đã trong cái email cho chúng tôi những cái xem là những cái website chúng tôi làm sao để có thể tham gia tích cực là cho những cái ý kiến feedback. Chúng tôi có thể đặt ra một cái dự án khác chúng tôi có thể nghe được ngày hôm nay. Trở lại, chúng tôi cảm ơn rất nhiều về những cái ý kiến và những cái chuyên môn của quý vị ngày hôm nay. Và trở lại, chúng tôi làm cảm ơn rất là nhiều, rất lớn đối quý vị. Chúng tôi cảm ơn và đề cao quý vị. Chúng tôi đã cảm Bây giờ đã là 7:20, chúng ta rất là tốt PTA và chúng tôi sẽ là ở lại một vài lớp nếu mà quý vị vào chat hay cần cái gì. Chúng tôi cảm ơn tất cả những cái ý kiến quý vị của cộng đồng là chữ thị vào và vta.org hoặc là vào email vn outreach vta chúng tôi cho biết thêm ý kiến quý vị. Đây là Rob. Chúng tôi cảm ơn Alex. Chúng tôi thêm một số trước khi kết luận. Tôi kết trả. Cảm ơn quý vị. Nếu quý vị thuộc những cái tổ chức này hoặc những tổ chức cộng đồng hoặc là láng giềng, nếu quý vị muốn VTA đến trình bày với quý vị những cái cho chúng tôi biết, VTA chúng tôi sẽ đến. Chúng tôi sẽ đến có những cái trình đặc biệt và tôi mất biết là những cái ý phản hồi quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn quý vị rất là nhiều.